Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả trở lại với chương trình Đau Nhức với bác sĩ Vũ Thu Giang đến từ văn phòng Vũ Chiropractic. Kính thưa quý vị, chương trình Đau Nhức sẽ chia sẻ với chúng ta những cái chủ đề liên quan tới các chứng bệnh đau nhức mà bác sĩ Giang sẽ trình bày chia sẻ. Hôm nay thì bác sĩ Vũ Thu Giang sẽ chia sẻ một chủ đề mà Hưng Yên cho rằng là chúng ta thường bị lắm khi mà chúng ta đi giày, chúng ta chạy, chúng ta làm việc sai vị trí thì cái cổ chân của chúng ta có một cái gân, chúng tôi gọi là gân cổ chân, tạm gọi như vậy có lẽ là không chính xác đâu, thì cái gân cổ chân đó nó sẽ đau, thậm chí nó ảnh hưởng tới chuyện lái xe đi đứng của chúng ta rất là nhiều. Thì hôm nay bác sĩ Vũ Thu Giang sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề này. Trước hết xin chào bác sĩ Giang ạ. Xin chào Hưng Yên và chào khán giả của đài SGN. Hôm nay Giang nói về cái đề tài này là lý do là có nhiều người bị cái này, và lý do thứ nhất là vậy. Lý do thứ hai á là gần cái mùa lễ, mùa lạnh thì cái đa số là cái cơ thể mình nó lạnh mà mình không có làm nóng cơ thể mà mình đi bộ quá nhiều thì trong cái đó gân có đi này shopping. Chúng tôi thấy quý vị quý chị là hay đi shopping nhiều. Bây giờ shopping online rồi cho nên là cũng hơi đỡ hơn chút xíu. Nhưng mà là cái chân của mình nó lạnh thì cái gân của mình nó dễ bị cứng, mà nó thắt lại mà mình đi nhiều quá thì nó dễ bị, và những cái công việc mà hay đứng thì nó cũng làm cho mình đau. Cái số lượng bệnh nhân về bị cái này lately gần đây á thì Giang thấy có nhiều hơn, cho nên là Giang đưa cái chủ đề này ra. Nhưng mà khoan, cái này để hỏi cho đồng hương chúng ta rõ, chúng tôi có giới thiệu là gân cổ chân đó, thì xin bác sĩ Giang chia sẻ là muốn nói tới cái gân gì đó. Tôi cần cái tên của nó là Achilles tendon. Achilles tendon là một cái tendon to ở đằng sau cái gót chân. Và cái người cái gân nó có vai trò thế nào trong việc đi đứng thưa bác sĩ? Thật sự là mình bước á thì cứ nhấn gót lên giống như mỗi cái bước chân của mình, hoặc là nhảy, hoặc là mình nhảy, hoặc là mình đi, hoặc là mình đứng, là mình dùng cái gân đó rất là nhiều. Đa số những người mà chạy bộ nhiều mà bị đau á là đau ngay cái đằng sau của cái bắp chân mà đi xuống cái gót chân, là cái nó gọi là cái Achilles tendon á, nó bị. Thì khi mà cái bị sưng á, sưng của cái gân đó thì nó gọi là Achilles tendonitis. Thì là cái đó là nó bị sưng của cái gân đó. Thì Giang thấy rất là nhiều, và thực sự cái cách phòng tránh, và Giang muốn nói đến cái nguyên nhân, cái cách phòng tránh những ai bị đau, thực sự cái này nó cũng là những cái thông tin hữu ích. Và một phần nữa văn phòng Giang thì cũng có chữa cái này, cho nên mình nói ra nếu mà ai có bị đau thì mình cũng có thể biết được là đi đến bác sĩ nào. Dạ, hoặc là chữa trị như thế nào. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Giang. Bây giờ trước khi nói tới vấn đề nguyên nhân một chút á, thì chúng tôi cũng phải làm rõ một chút là bây giờ cái gân đó nó đau, là bác sĩ Giang muốn nói tới cái chuyện là nó sưng lên, hay là nó bị tổn thương, hay là nó bị chẳng hạn chúng ta bị va đập vào nó rách, hay là cái gì? Thường đa số như Giang thấy á, là thường á, người ta sờ vô cái chỗ đó người ta sẽ thấy nóng, là tướng tỏ là nó hơi sưng lên. Đa số có những người giống như là mình đang chạy, hay là mình đang nhảy, hay là mình đang bước thì cái tự nhiên nó đau nhức, nó thúng lên. Thì đó là một trong những cái triệu chứng. Có những người chơi thể thao nhìn thấy bầm hay là đỏ không? Cái đó không phải đâu. Có khả năng có thể thấy đỏ nữa. Tùy theo. Cũng có những người nếu mà nó rupture, nó giống như nó rách nhiều quá thì nó sẽ sưng đỏ lên. Nó tùy theo cái mức độ nặng nhẹ. Mức độ nhẹ thì sẽ không thấy gì, chỉ thấy đau thôi. Mức độ nặng là bắt đầu mình thấy nó sưng đỏ lên. Cái đau cái gót chân này á, thì nó đa số là nó xảy ra với cái người đàn ông nhiều hơn. Cái này là hơi bị lạ nha, phụ nữ đi shopping nhiều mà nó là ít bị đau chân hơn đó, thì tại sao người đàn ông lại bị đau cái gân này hơn chứ thưa chị? Thật sự thì Giang thấy không có lạ, tại vì thực sự ra hay là tất tại mình gặp nhiều người đàn ông bị nên mình không thấy lạ nữa. Nhưng mà là cái người đàn ông thực sự người ta hay quá tải hơn, giống như người ta làm, người ta đi nhiều hơn, người ta đứng nhiều hơn, người ta làm những việc nặng nhiều hơn thì người ta bị hơn. Phụ nữ thì mình cũng làm việc nhưng mà mình có
tay nhiều hơn, đi chậm chậm. Phụ nữ thì bị đau tay nhiều hơn thì nó phe, đàn ông đau chân nhiều hơn thì nó cũng phe. Thực sự đàn ông á, cái cân nặng nhiều hơn, người ta làm việc nặng hơn, người ta đi nhiều hơn, người ta chạy nhảy nhiều hơn, người ta làm những việc giống như những cái công việc họ đứng nhiều hơn. Đa số là mấy anh hay làm những cái việc đứng nhiều hơn là phụ nữ làm những cái việc đứng. Hoặc là việc đàn ông thì chơi thể thao nhiều hơn, mấy cái chạy nhảy, chơi tennis, chơi đá banh, chơi những cái thể thao mà giống như chạy nhảy nhiều hơn, chạy bộ nhiều hơn, thì cho nên cái số lượng người đau bị nhiều hơn. Cái như tuổi vậy là những, tuổi như vậy cái người mà người mập, người quá cỡ đó cũng sẽ bị nhiều người hơn, nặng, cái gân nó chịu không nổi, nặng ký quá, tại vì cái tất cả sức nặng nó đè lên cái cổ chân đó, mà cái cổ chân đó thì để mà hoạt động cái cổ chân là cái gân đó giúp nó. Và cái tuổi thì thường là 30 đến 40 tuổi là cái tuổi mà hoạt động, cái tuổi hoạt động nhiều, cái tuổi mà đi đứng chạy nhảy nhiều, thì cái đó là bị nhiều hơn. Cho nên là nó cũng liên quan đến cái hoạt động của cái người đó. Đa số những người này là những người rất là active, rất là năng động trong cái cuộc sống hàng ngày của người ta. Nhưng thì, mà nếu mà xét về nguyên nhân, ngoài những nhân văn nguyên nhân như bác sĩ Giang trình bày rồi đó, thì có khi nào là cái gân nó bị là bởi vì nó bị một yếu tố khác, bệnh lý gì không, hay là chỉ do những yếu tố đó thôi? Đa số là chỉ là do những cái hoạt động của mình thôi, chứ không có cái ngoài ra bệnh lý gì hết á. Nhưng mà có khi nào mà cái gân đó nó bị yếu quá là cuối cùng đi không được không? Hay là có mình, chứ. Mình mù không được không? Có, bước một cái là đau, bước một cái là đau. Và có nhiều khi nó đứt luôn nữa. Ôi trời, nó đứt luôn thì thực sự phải nối lại, phải đi đi cái phẫu đó thuật. Là Giang không có chữa được cái đó, phải đi phẫu thuật. Cái đó thì họ đứt khâu lại, nối lại hai cái đó với nhau. Thường cái đó thực sự đứt ra luôn á, thì mấy người đó đứng nhón gót không được. Cái nhón gót là không có khả năng làm luôn, chứ không phải là nhón gót là đau. Giống như tại như vì nó đứt ra thì nó không có support mình đủ. Như vậy thì cái đó thì mình khám, mình điều trị khám sao? Mình thấy là thì cái đó là phải phẫu thuật. Rờ còn thôi. Cái rờ. Không, ý mà Hương Yên muốn nói là đau gót cái gân này chúng ta rờ chúng ta biết rồi, hay là chúng ta phải chụp hình, hay là nhờ cái kỹ thuật đa số nữa? Cái đau cái gót này mình không cần chụp hình. Còn nếu mà mình muốn rách đến mức độ bao nhiêu á thì mình có thể chụp cái MRI để mình biết được là nó rách bao nhiêu. Chứ X-ray thì không thấy cái X-ray tendon, không thực thấy sự gân. Không có thấy cái gân thấy, được. Thấy xương thôi. Thấy xương thôi. Nhưng mà MRI thì thấy được gân, thấy xương. Thấy được gân với là cơ. Gân, cơ, thấy hết mọi thứ. Dạ vâng. Yeah. Như vậy là nếu mà như vậy thì khám là mình kể là cái gót chân đó, như vậy từ cái bắp chân đó nó kéo xuống cái cổ chân. Như vậy là chủ yếu mà cái bệnh nó thường xảy ra đó là xảy ra chỗ cái gót đó hay là phiên trên nữa? Có một số người thì đau ngay cái gót. À. Nhưng mà có một số người là đau ngay chỗ cái gân đó luôn, cái cứng 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 đó. Mà có một số người là đau cái bắp chân, nó tùy theo cái đau nó có thể thay đổi theo. Nhưng mà mình có thể coi được là cái nào là cái chính nguyên do thì cái chữa nó tốt hơn. Nhưng mà nếu mà nói tới chữa, bác sĩ Giang nói tới chữa thì Hương Yên nghĩ rằng cái này đâu có chỉnh xương đâu, phải không? Cái có này chứ. Chỉ có cái này gân hay sao chỉnh? Thật chỉnh sự, xương nào? Thật sự do cái lệch của cái cổ chân nó cũng làm cho cái bàn chân mình nó không có cân bằng đúng. Thì mình vẫn có thể chỉnh cái cổ chân cho nó ngay lại, thì cái sức đè lên trên cái, có nghĩa cái gân nó đúng vào vị trí của chức năng của nó. Đúng rồi, thì nó sẽ tốt hơn. Và thường cái này mình cho chạy điện massage ultrasound để cho nó giảm cái cứng của cái gót. Cái thực sự cái đó rất là cứng, khi mà vô đến Giang sờ là nó cứng ngắc à. Thì cái đó mình giảm cái gân nó đừng có bị cứng quá, nó mềm ra. Kính thưa quý vị, đau hôm nay chủ đề là đau gân cổ chân. Thì cái này đó chúng ta rờ, chúng ta đằng sau chúng ta thấy rất rõ. Chúng tôi cho rằng là cái gân cổ chân này nó có một vai trò rất quan trọng trong việc đi đứng của chúng ta, nhất là những người mà sử dụng cho những múa hay đi nhiều, hay là làm việc bằng nghệ thuật cũng ảnh hưởng lắm. Như vậy thì một chút để mà chúng ta khỏi phải tí nữa chúng ta khỏi phải miss đó, là chúng ta đề phòng đau cái này bằng cách nào cho hiệu quả nhất. Và nói mà thôi đừng làm nặng nữa, thôi đừng đi nữa thì hơi khó quá, công việc của tôi phải đi mà sao đừng đi nữa thì không được, phải không? Đúng rồi. Thì cái mà Giang nghĩ là rất là good đó, là lúc mà mình bị á
thì mình nên nghỉ ngơi một chút xíu. Mình chườm đá là cái quan trọng nhất. Tại chứ không phải chườm dầu nóng á. Không. Cái này phải muốn bác sĩ Giang làm rõ một chút này, chúng ta cái đau là chúng ta bôi dầu nóng thì không bôi, không có chườm đá. Chườm đá là gì? Tại vì khi mà nó bị sưng thì nó nóng lên. Nóng lên thì mình phải chườm cái lạnh, chườm cái lạnh để cho mình không phải là bỏ cục đá lên cho nó mà mình phải có một cái ice pack. Thường ở mấy cái Walgreens nó cũng có bán những cái ice pack mà có cái gel xanh xanh ở trong á, thì cái đó mình bỏ trong cái khăn rồi mình chườm lên. Thường thì mình chườm khoảng 10 phút, mà một ngày mình chườm 3-4 lần thì nó sẽ giảm cái sưng ở cái gót chân mà rất là hiệu nghiệm. Nghỉ ngơi, chườm đá, và thường á, là mình có thể tập giãn ra, giống như mình đứng rồi cái chân, một chân trước một chân sau, mình dựa vô tường rồi mình giãn ra cái bắp chân. Rồi mình tập mấy cái giống như mình đứng, mình vịn cái ghế, mình nhón gót một chút xíu, mình giữ khoảng 5 giây, rồi mình xuống lại mình làm chừng 15 cái. Rồi sau đó bắt đầu mình mới tập mạnh lại cái, giống như mình có thể nghỉ ngơi, nhưng mà khi mà mình trở lại á, mình không phải là mình nghỉ ngơi luôn. Nhưng mà khi mà mình nghỉ ngơi chừng một tuần hay là đôi ba ngày mà mình cảm thấy mình đỡ rồi á, thì mình có thể go back lại mình tập. Nhưng mà mình không tập ngay đúng giống như gia tỷ, như lúc trước á, mình tập là 20 phút trên cái gót chân của mình, hay là 30 phút gì đó, thì mình tập 50% thôi. Nếu mà mình vẫn là tập 30 phút thì mình trở lại mình tập 15 phút trước, rồi xong ngày tăng hôm sau mình mới tăng lên. Giả sử mình chụp tập 20 phút thì mình sẽ tập 10 phút, rồi xong rồi một tuần sau nha, là coi như phải một tuần sau mình mới tăng lên 20%. Giả sử mình tập 10 phút thì mình sẽ tập tuần sau mình chậm 12 phút, rồi tuần sau nữa mình tập 14 phút. Giống như mình tăng 20% cho đến mình trở lại. Chứ ứng từ từ. Đúng rồi. Chứ tại không phải là quý vị dừng một thời gian sau tập cho lấy lại. Đúng vậy Trang, cái đó là thực sự cái đó là mình sẽ làm cho nó, giống như mình phải từ từ mình train nó lại. Thì cái đó khả năng nó bị đau nó ít hơn là mấy cái người mà tập xong trở lại y chang giống như hồi trước khi mình bị đau. Thì thực sự bất cứ cái tập thể dục nào, mình cũng muốn train lại cái cơ của mình cho nó get back lại. Nhưng mà mình phải biết cái cách là mình tập 50%, ngày hôm sau mình tập thêm 20%, một tuần sau mình tập 20%. Thì cái cách đó là một trong những cái cách an toàn cho cái cổ chân của mình. Thứ nhất là vậy. Thứ nhì là mình phải giảm cân. Nếu mà mình nặng cân quá sức, nếu mình ốm nhom thì không cần giảm cân. Cái này thì bác sĩ Giang cẩn thận. Đương nhiên ốm quá mà còn giảm cân nữa thì coi như là thì nặng cân quá thì mình phải cân đối cái trọng lực của mình với lại cái chiều cao của mình để cho nó vừa một cái người bình thường, thì cái sức chịu của cái gân đó nó sẽ ít hơn thì sẽ đỡ hơn. Cái nữa là mình tập á, giả sử mình tập chạy đi thì mình ráng mình đừng chạy trên cái nền xi măng, mình chạy trên cái nền cỏ thì nó vẫn êm hơn. Hoặc là cái giày, mình phải coi cái giày của mình là cái giày như thế nào. Cái giày mình mòn quá rồi thì mình phải đổi giày khác để cho cái cổ chân như của vậy, mình có nghĩa là chọn giày cũng ảnh hưởng tới vấn đề. Đúng rồi, tại vì cái chân mình đứng trên đó mà, cho nên là cái giày cũng là rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái cổ chân của mình. Nhưng mà chúng tôi nhớ là trong cái show mà đau cổ tay đó, bác sĩ Giang có giới thiệu một cái loại là chúng ta có thể mang cái kẹp, chúng ta bọc cái cổ tay lại để mà chúng nó có thể support cái cổ tay chúng ta cho đỡ phải đau, hoặc là đề phòng đau khi mà quý vị tập tạ đó, quý vị mang cái cổ tay đó vô nó giúp cho quý vị khỏi bị sái, bị chật. Nhưng cái cổ chân thì có cái dụng cụ đó không? Có chứ. Thường cái cổ chân nó cũng có cái đồ để giống như nó không phải là, nó là cái thun thôi, nhưng mà nó có thể mang vô, nó hình giống như hình cái chân luôn, cũng hình cái gót đưa dạ, lên dạ cũng có cái gót dạ. Thì thường cái đó nó có cái gót lòi ra, nhưng mà nó có thể bọc vô cái chân mình giống như hình số 8 vậy đó. Thì cái đó là một trong những cái giống như trong, có những cái nó trông giống như cái vớ lòi cái gót ra thôi, nhưng mà những cái đó nó sẽ giúp cho cái cổ chân của mình bớt cái chịu cái lực nhiều quá. Thì trong cái thời gian mà mình đang đau á, thì giả sử mình muốn tập trở lại thì mình mang những cái đó. Nhưng mà mình không nên quan quá lâu, tại vì nếu mà mình đi đâu mình làm gì mà mình mang quá lâu, một thời gian quá lâu á, thì cái cổ chân mình sẽ yếu.
Tại vì mình cứ dùng quen rồi. Mình chỉ dùng khi mà mình có cái nịch đó thôi, nhưng mà khi mà mình nịch đó quá lâu á thì cổ chân mình sẽ nó thiếu cái sự mà độc lập của nó. Đúng rồi, nó cứ phải dựa vô cái miếng thun đó một cái thói quen. Để mà nó mới đi lại như thường. Cho nên bất cứ cái gì mình dùng á, thì mình đừng có lạm dụng nó quá, thì mình sẽ bị mất cái chức năng của cái cổ chân của mình. Như vậy thì xin hỏi bác sĩ Giang một chút, trong đời sống chúng ta nằm thì sao? Cái chân đó chúng ta gác lên mền gối không? Hay là chúng ta ngồi chúng ta làm computer, chúng ta có để cái ghế lên để gác không? Vậy những cái đó có bị ảnh hưởng không? Chẳng hạn như chúng ta thường ngủ thì chúng tôi nhớ bác sĩ Giang có lần chia sẻ với chúng tôi là để cái gót ngay chỗ đầu gối, cái gối ngay chỗ đầu gối đó thì nó sẽ hép được. Nhưng hay là nếu mà để phòng đau nó chúng ta có một cái gì êm để cái gót chân lên thì được không? Cái đó cũng good. Thực sự khi mà cái chân của mình á mà nó bị đau á thì nó sưng á, thì máu nó không có lưu thông đều. Thì mình gác nó hơi cao hơn một chút xíu, cái đó nó cũng là một cái trong những cái nó cũng tốt cho cái chân của mình, để cho máu mình giúp cái máu nó lưu thông hơn thôi. Dạ vâng. Thì cái đó là cũng một trong những cái tốt. Dạ vâng. Nhưng một thêm nữa một chút là chúng tôi muốn nhắc lại cái chỗ là chúng ta thường á, chúng ta đau cái gì á, trong người chúng ta lo đi chữa ngay, thưa bác sĩ Giang. Nhưng mà chúng ta đau cái gân, cái cơ đó, chúng ta kệ nó bóp dầu, tí uống viên thuốc giảm đau, tí kêu thì nó có hết không? Nó hết được vài ngày, xong nó đau trở lại, chúng ta kêu thôi uống thuốc tiếp, bôi dầu tiếp. Chúng ta không chịu đi chữa. Cái này thì hỏi bác sĩ Giang một chút là nó có nguy hiểm gì không? Và bác có chị Giang chia sẻ thế nào? Chúng ta còn 30 giây nữa để chúng ta kết thúc chương trình. Tính chỉ mấy bài tập mà chắc là không đủ thời gian. Bây giờ bác sĩ Giang cứ chỉ một động tác gì quan trọng nhất đi. Thì thực sự ra là cái thứ nhất là tập nhón gót ha. Giống như mình giữ nhón lên, mình có cái ghế đằng trước, mình nhón lên mình giữ khoảng 5 đến 10 giây, xong mình tập chừng 10 đến 15 cái. Cái thứ nhì là mình tập mà có cái giống như mình nằm mình xoay cái cổ chân là một mình trong những tay mình xoay. Hãy tự cái xoay. Chân tự xoay tự thôi, xoay bên chiều kim đồng hồ, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Mình tập cái bắp chân là mình đứng dựa vô tường rồi xong chân trước chân sau để cho cái giãn cái cơ của cái bắp chân. Đó là một trong những động tác rất good cho cái ấy, và mình tập cho cái bắp chân mạnh lên nữa bằng cách là mình có cái cộng thun giống như mình show vừa rồi xong rồi mình thò cái bàn chân vô cái cộng giấy thun đó, rồi xong rồi cái chân mình cứ đi ngược lại chiều ngược lại chiều này và chiều này, hai chiều khác nhau. Thì đó là một trong những cái bài tập rất là good cho cái gân đó. Cho nên là cái đó và cái phòng tránh thực sự ra là mình phải tập cho mạnh lên là một trong những cái phòng tránh tốt nhất. Và khi mà mình giống như nếu mà mình bị đau thì mình bác sĩ để check thử coi. Thực sự ra nếu mà mình đau nhẹ mà nói là ồ đau nhẹ không cần đi bác sĩ, nhưng mà thực sự đau nhẹ mình đi bác sĩ thì hết nhanh hơn. Đúng vậy. Nhưng mà để mà mình đau nặng mình đi bác sĩ thì nó hết chậm hơn. Cho nên là cái chọn lựa dĩ nhiên là mình phải chọn cái là hết nhanh rồi, đúng không? Ai vô cũng nói cái này hết nhanh hay không bác sĩ Giang. Nhưng mà để trị bệnh nặng để, đi bác sĩ thì đa số là Giang phải nói là nếu mà cái đó nó tùy theo cái mức độ đau của người bệnh nhân, tùy theo cái hết nhanh hay chậm là theo cái mức độ đau của bệnh nhân và theo cái tuổi tác của người bệnh nhân, theo cái cơ thể của mình ăn uống kiểu gì, làm việc kiểu gì. Giống như mình bắt nó làm nhiều quá mà mình nói là muốn hết nhanh thì thực sự ra cái đó là một trong những cái nó giống như nó ngược lại với cái bình thường. Cho nên là cái đó nó dựa ra nhiều yếu tố để mà biết là hết nhanh hay hết chậm và mình đau lâu hay đau mới đau. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Giang. Mà đương nhiên là bệnh nhẹ thì chữa sẽ nhanh hơn. Và bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi. Thì Hưng Yên xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đau Nhất lần tới. Bác sĩ Giang sẽ tiếp tục chia sẻ chúng ta về đề tài đau nhất. Hưng Yên xin chào tạm biệt.